Rồi ân xin mến chào cả nhà nha. Hôm nay lên vườn nè, bữa giờ cũng không quay clip nữa. Hôm nay lên vườn quay hoa cho cả nhà xem. Thì tiện ngắm hoa nở đẹp lắm. Để em quay lại cho cả nhà ngắm nè. Đây. À, cả nhà thấy chơi dendro thấy không? Thấy đẹp chớp này là vàng đỏ xưa thôi, hoa đẹp lắm. Ân rất là thích mặt bông này nha. Cực kỳ thích luôn. Nó vừa bình dân và nó vừa ổn định. Và làm kinh tế cũng tốt nữa. Từ thân lá nó giữ hóa, đặc biệt cái dòng vàng đỏ xưa này hoa đẹp mà nó giữ lá rất là tốt. Dendro thường hay rớt lá chân, nhưng mà cái dòng vàng đỏ xưa này với lại vàng đỏ hóc môn, hai cái dòng này anh thấy nó vừa bình dân, nó vừa đẹp và nó giữ lá rất là tốt. Nè, phân hữu cơ nè, anh em muốn trồng cây tốt là phải có phân bón gốc. Phân hữu cơ hôm bữa anh cũng có cái làm clip rồi đó, loại phân gì á, rải đầy ra gốc nè, thấy không, mấy mầm gốc nó lên. Này là vàng đỏ hóc môn nè, bên tôi ăn thì chuyên về vàng đỏ hóc môn thôi. Nói chung là cây hóc môn này theo tôi ăn nhận định là nó cực kỳ đẹp, nó chớp gam màu đến khuôn bông, nó đẹp từ khuôn bông đến gam màu luôn. Và đặc biệt một cái đó là xiên hoa, nó cực kỳ xiên hoa. Giá thì nó cũng có vài triệu một cây thôi, về lâu về dài thì rất là bền vững, xiên hoa lắm. Này cả nhà thấy những cái trên những cái cọng đầu tách ra mà nó ra hoa đẹp lắm không, cái lưỡi đó nè, sạch đẹp, nó không có cái tỷ lệ ổn định nó rất cực kỳ cao luôn. Ở nhà làm á mà chớp làm một sạp vậy nè cho nó đã. Khai thác thì khai thác mầm gốc xong rồi nó sẽ ra kỳ chính thân luôn. Mấy mầm gốc này tôi ăn khai thác rồi, rồi sẽ ra kỳ. Nhớ cái nhà nhớ khi mà tách kỳ hay là gì nó ra rải nhiều lắm nha, nhưng mà tách thì cũng phải để cho kỳ nó lớn, nó đứng ngọn nha. Nó có thể dài 30-40 cm luôn, nhưng mà để cho nó đứng đứng ngọn á thì mình mới tách ra nha. Chứ mà đang ra rải về mà cây non nhưng mà cả nhà tách ra thì hư hết. Nó có rải chứ nó không có phát triển đâu. Thành ra nhớ hôm nay có một mình tự quay luôn, em quay cho cả nhà ngắm cây ngắm vườn chơi. Đây cũng hóc môn hoa nhiều lắm nha cả nhà. Đó, bên kia hoa quá trời hoa. Này hóc môn luôn nè, đẹp hơn không, coi gam màu của nó nè, bông từ ra xuống dưới bông to, khuôn bông rất là tròn, lưỡi nè, chiếc lưỡi của nó chớp sâu, rất là thích, đẹp lắm. Nhìn là đen chương trì luôn. Nó còn anh em muốn làm tác phẩm dễ lắm. Tác phẩm thì ngày xưa tôi cũng trồng cái cây này nó tầm khoảng 20 cm, cộng đồng cũng khai thác hết mấy nhát nè, khai thác hết mấy nhát nè. Đó. Đó, rồi bắt đầu cứ để nha, để không có được tách âm nha, để cho đẻ liền, để liền nè, để đây, để đây, để đây, xong rồi giờ nó để thêm ở đây có cái mầm chà bá nè. Dendro này cứ đủ nắng, đủ nước, phân thuốc đều đều. Quy trình phân thuốc thì anh cũng có chia sẻ nữa. Rồi phân bón gốc. Cái dendro này nó cũng cực kỳ lan này, nó phải ăn phân bón gốc mới ăn mạnh. Thì nó vừa phân bón gốc, vừa phân bón lá, vừa nước đầy đủ, nắng gió đầy đủ thì ra tác phẩm rất là đẹp. Cứ mỗi nhịp thì nó sẽ càng mỗi to. Đây nữa này cả nhà. Còn trồng thì giá thể thì đó, giá thể cũng chia sẻ toàn là vỏ thông Uchita hết, sạch sẽ hết, ra trồng phải luống 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 nha. Đây là vàng đỏ xưa thôi, nhưng bây giờ mấy nay chớp đang lên giá nha. Giá những cái kênh đầu tư này, đầu tư lan này vừa đam mê mình vừa chia sẻ giống cũng rất là tốt. Vàng đỏ xưa nay lên cũng 100.000 một sen rồi đó, đơn giản đâu, rất là đáng sưu tầm, đáng để làm kinh tế. Này hóc môn luôn, đẹp quá, khuôn bông tròn hết luôn, nó phân thì hoa xung quanh hết, khuôn bông tròn và từ một cái cuốn hoa nó lên đến mấy chục cái bông nên mình ngắm rất là sướng. Đây cũng là chậu tác phẩm mầm gốc chà bá, đây đẻ từ dưới đất đẻ lên luôn. Hóc môn tụi ăn thì chiên hóc môn, mà đằng đây có một cái siêu phẩm hóc môn luôn nè, hoa suốt cả nhà thấy không. Nhớ nha cả nhà, nhớ làm tác phẩm là không được tách âm nha, cứ để cho một cốt liền hết luôn, thì một cốt liền hết luôn thì cây nó mới lực và nó đẻ mầm nó mới cao được.
ở cả nhà thấy nguyên một lùm vàng đỏ hóc môn này bây giờ giá trị cũng rất là cao, nó cũng vài trăm triệu chứ không ít đâu. Lan này là lan là tiền đó nha, hay chứ không phải đơn giản đâu. Chơi đam mê thì mình sưu tầm con nhỏ nhỏ mình trồng ra thôi. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là mình phải sưu tầm đúng con giống, đúng chuẩn. Chứ mà sưu tầm mà không đúng con giống thì sau này mình chăm ra cũng như không à. Cả nhà nhìn ngắm siêu phẩm vàng đỏ xưa. Cái siêu phẩm vàng đỏ xưa này nó ra hoa đợt này là 3 đợt rồi. Là tính ra nay cũng mấy tháng rồi mà nó ra 3 đợt, mỗi lần đều full vòi hết. Anh em đã xem clip cũng biết rồi đó. Full vòi hết. Full nè, 3 đợt. 3 đợt liên tục luôn này, 1 nè, 2 nè, 3 4 5. Có 5 vòi. Mà giờ thêm 3 vòi này nữa là tính ra là 8 vòi. Mà một sâu bông nó tới mấy chục cái bông luôn. Từ thân lá nó tới mét mấy nha cả nhà. Thân lá vàng đỏ xưa nó giữ lá, cả nhà thấy không? Nó giữ lá. Cái này thì ở dưới một hơi lá không sao, nhưng mà nó giữ lá từ dưới giữ lên luôn. Cái gen của nó nói với hormone nó giữ lá rất là tốt. Cái mầm này nó đẻ ra từ cái thân này. Là cái mầm này ăn ước tính là nó cũng phải một mét mấy, cả nhà thấy cái bề tay của ông. Nhớ bón gốc rồi này kia ha. Bắt buộc phải có phân bón gốc thì cây nó mới tốt được. Đó. Còn ở đây thêm cái vàng đỏ xưa. Một lùm luôn. Bởi vì anh hay nói anh em mua con giống to to ra hả, làm tác phẩm đẹp lắm. Đây nó ra bao nhiêu cái hoa ta? Bao nhiêu cái nụ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái vòi hoa. Nó ra đợt này cũng là 3 đợt hoa. 8 cái vòi hoa. Một lùm luôn. Vòi hoa cực kỳ đẹp. Rất là đáng chơi. Hoa bền lắm nè ơi. Đẹp lắm. Trồng vô một cái chậu hoa này nữa. Ở nhà ráng sao mà có một hai chậu gì để chiêm ngưỡng. Đây một chú đang bỏ phân. Phân bón gốc. Lan này nó ăn bón gốc rất là tốt, thành ra mình phải bổ sung phân bón gốc cho nó. Để anh quay cho cả nhà tham khảo. Này là lứa rồng. Lứa rồng giờ giá lên 2,5 triệu xe nè. Rất là mắc tiền ha. Nè, phân bón gốc nè. Cái bữa anh có quay rồi đó. Đó, đây là bữa ngược ha. Đây. Đó, cái tên đó nè. Rồi cả nhà mua về thay thôi. Bỏ vô. Khi nào tầm 15-20 ngày sau cái mình bỏ tiếp. Giá thể mà ví dụ như mà bỏ mà nó bị mùng nhiều quá, vài tháng mà thấy bị mùng quá thì lấy giò nước mà xả. Bón gốc hết. Bón gốc cây nó mới đẹp nhé. Này chấp lửa VDA. Hoa ba biên. Dòng cao cấp. Chấp lửa giờ nó cũng lên 1 triệu sen. Mấy bữa có 450. Nhiều anh em mua ở 450 nay lời hết. Còn này lửa rồng. Lửa rồng hoa không đẹp. Do cọng nó tách âm mà cọng nó bị giấy nữa. Không phải bị giấy mà kiểu nó đẻ nhiều quá. Nhỏ thành ra hoa nó không đẹp. Lửa rồng đẹp. Này một bông VIP, lửa rồng bây giờ cũng lên 2,5 triệu. Đẹp hơn cái nhà. Nó đặc biệt biết sao, nó chớp nghịch gam màu của nó, như cái lưỡi của nó, lưỡi như cái ngọn lửa. Hoặc là con rồng nó đang phun lửa. Này hoa nó không đẹp, chỉ nhà biết mặt hoa nó thôi. Bữa nào nó ra hoa đẹp thì anh sẽ quay cho cái nhà xem. Nhìn gắt lắm. Nhà cố gắng làm sao mà có một cái sạp khu vườn Dendro này để chơi. À, nó mới sướng, hoa quanh năm. Dendro này thì nó dễ chăm. Đây có VDA nữa. Dễ chăm, bón gốc, tưới nước thôi nó cũng sống. Nhiều phải mua chuẩn giống nha. Còn mua hả, hàng xấu số này kia là chăm cực lắm mà nó đâu có đúng cây đâu. Dạng xưa, đẹp quá. Mấy chậu tác phẩm tương lai, nhiều anh em hỏi mua mấy chậu này đợt bán cũng nhiều anh em mua mấy cái loại lắm, hai thân ra hoa hết à. Rồi hôm nay chỉ quay cho cả nhà vậy thôi, cho cả nhà tham khảo cắm hoa với làm tác phẩm thì để một tốt ha. Anh xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh xin chào và hẹn gặp lại nha.